hàng Trung Quốc được phù phép biến thành hàng Việt Nam. Tuy người dân trong nước quay lưng với hàng của Trung Cộng kém chất lượng, nhưng hàng ngàn sản phẩm đủ loại đã được nhập về nguyên kiện từ Trung Quốc và được phù phép biến thành hàng Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng. Tại kho hàng của bà Hồng nằm bên trong công ty cổ phần thiết bị giáo dục 2 đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, Sài Gòn, chuyên nhập và phù phép hàng Trung Quốc biến thành hàng Việt Nam. Với các sản phẩm gia dụng như chổi lau nhà, dụng cụ nhà bếp, bà Hồng cùng với ông chồng người Trung Hoa đã độc chiếm phân phối từ miền Trung vào miền Nam. Mới ngoài 30 tuổi, nhưng với kinh nghiệm hơn 5 năm chuyên phân phối hàng Trung Quốc, bà Hồng cho biết tất cả hàng của bà đều nhập từ Trung Quốc nhưng đều được mang nhãn hiệu Việt Nam. Trong khoảng không gian rộng hơn 500m², hàng hóa được đóng thành những thùng lớn, có khoảng 20 sản phẩm khác nhau, tất cả được nhập từ Trung Quốc. Người mua hàng sau khi xem hàng mẫu sẽ phải mua nguyên thùng với số lượng lớn vì đầu nậu này chỉ bỏ xỉ. Để chuyển đổi sang hàng Việt Nam thì bà Hồng sẽ cung cấp đủ tem nhãn để khách tự dán. Hai nhân viên phải chở hàng ra bến xe để giao cho khách. Chỉ trong một tiếng đồng hồ đã có hơn 20 thùng hàng được chở đi giao. Nhưng thỏa thuận mua bán hầu hết là giao tiền nhận hàng chứ không có bất cứ hóa đơn nào. Trong kho hàng, hàng ngàn tem nhãn hiệu Việt Nam được để ngay trên sàn nhà và được bán kèm theo với mỗi thùng hàng. Khi sản phẩm có dán nhãn hiệu tiếng Việt thì việc bán hàng trở nên dễ dàng và người bán tha hồ gia tăng mức giá bán. Các sản phẩm chổi lau nhà mua tại kho hàng của chủ đầu nậu có giá khoảng 150.000 đồng, nhưng khi gắn nhãn hiệu Việt Nam lên thì được bán với giá từ 280 cho đến 300.000 đồng một cái. Người dân Việt Nam đang tín nhiệm tiêu dùng hàng nội địa, tuy nhiên chỉ vì ham lợi nhuận mà các chủ hàng đã móc túi người dân một cách trắng trợn.